Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của mình. Nay em sẽ hướng dẫn các bác thảo bài mời ủ chua. Rồi các bác, đây vợ em hôm nay cho đi đánh cái hồ này, gió rất là to. Thì bác nào đã sử dụng bài mồi của em mà lên hàng ấy thì hãy like cho em một cái nhé. Đấy, like cho em một cái. Mắc à? Đủ. Không quái, không quái. Không có gió này câu còn đỡ, có gió này. Đây rồi. Ui. Chép củ đây. Trời ơi, à. Trời ơi. Chép củ đây. Tuột đấy. Chưa thấy đâu. Úi giời. Chưa thấy đâu ạ. Hàng gì đây? Nó nói là đen tiếp nhá. À, rồi, ôi, cảnh thế mà hàng siêu to khổng lồ. Hàng siêu to khổng lồ. Kinh nhỉ, đà quả đẹp thế mà. À, câu cái loại này phải dùng kìm. Đấy, kìm móc vào cái phần này nó không dẫy này. Đấy chưa? Mất tay đấy. Ok. Được con chén này. Đáng ra cứ mua những cái cây trống như anh như tiện thì sạch cả. Bao tiền cây? 50. 50 một cây? Ừ. Cây như bao tiền? Cái cây bé thì bao tiền? 15.000. Cây nào tiện? Thì cây 50 có tiện. Đấy à. Còn gói cây 150 tiện hơn kìa. Tại sao anh không mua cái cây đấy? Anh mà cầm kinh tế anh mua ngay. Đây không có nằm cá to.
Đây rồi. Úi giời ơi. Nóng rồi. Đây rồi. Úi giời ơi. Nóng rồi. Mấy trăm? 400 à? 400. 400 rưỡi anh em ơi. Cần cứng thì dễ gãy thôi. Lần sau cạch mặt cái cần này đi, không mua cần như này nữa. Các ba có nhìn cái mặt con vợ em nhờ nó xót tiền à? Tí nha. Và tiếp cho anh. Tưởng nó mắc vào cái đâu chứ tự dưng giật nó trong gãy. Nó gãy từ cái đoạn nọ đập vào cái dàn nước, cái mái tôn nó chính xác cái mái tôn kìa. Đập hai phát mái tôn. Đắng mà. Tòi mất. Cần cứng rồi, cứng thế gãy. Phí thế, được buổi câu chủ nhật của gãy này còn. Bác nhìn mặt nó gọi là nó buồn để rượi. Mất một tiền khá khá đấy. Cá hay mú. Đau nhỉ. Mới quảng cáo là cần anh vứt cái bãi cỏ ngày trời không. Giật quá cũng bình thường đâu, nỗi căng lắm đâu mà lại gãy. Đúng rồi, nó đi còn nữa nhỉ. Ui trời ơi, anh ơi. Tan hoang cửa nhà rồi. Đóng ngay em chấm đèn, bực thật ấy.